Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự hôm nay, thứ Sáu ngày 16 tháng 2 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình thời sự hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra thực địa, động viên cán bộ, công nhân tại một số dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết số 39 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện chủ trương Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn không phải là người địa phương giai đoạn 2023-2025. Tập trung xây dựng thành phố Hưng Yên trở thành đô thị loại 2. Ghi nhận không khí sản xuất đầu xuân ở một số doanh nghiệp. Tình hình an ninh trật tự kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cơ bản ổn định, tuy nhiên, trật tự an toàn giao thông diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông tăng so với kỳ nghỉ Tết năm 2023. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra thực địa, động viên cán bộ, công nhân đang thi công một số dự án giao thông trọng điểm của tỉnh. Tham gia đoàn kiểm tra có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đặng Ngọc Quỳnh, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Tô Thành Quyết, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành và huyện Ân Thi, Phù Cử. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tại các mũi thi công dự án đường Tân Phúc Võng Phan qua hai huyện Phù Cử, Ân Thi, đường kết nối đường tỉnh 387 với đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng, dự án xây dựng đường trục ngang kết nối quốc lộ 39 với đường tỉnh 376 thuộc địa phận các xã Nguyễn Trãi, Tân Phúc, Bãi Sậy, huyện Ân Thi. Đối với đường Tân Phúc Võng Phan, các nhà thầu đã huy động tập kết máy móc thiết bị, vật tư và triển khai thi công tại 7 mũi. Đến nay, các địa phương đã thu hồi đất và bàn giao cho chủ đầu tư được 155 ha trên tổng số 175 ha, đạt gần 88% kế hoạch, trong đó riêng huyện Ân Thi bàn giao 94% mặt bằng. Năm 2024 đã giải ngân được 54 trên 300 tỷ đồng, đạt 18% kế hoạch. Với dự án đường trục ngang kết nối quốc lộ 39 với đường tỉnh 376 đã cơ bản hoàn thành khoảng 6,4 km trên 6,6 km đất nông nghiệp thuộc địa phận huyện Kim Động và Ân Thi. Nhà thầu bắt đầu thi công các công trình từ ngày 27 Tết. Đối với dự án đường kết nối DT 387 với đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng, đến nay đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng, được khởi công từ tháng 6 năm 2023. Theo kế hoạch sẽ hoàn thành vào tháng 12 năm 2024. Các đơn vị đã khẩn trương thi công ngay từ ngày mùng 4 Tết. Huy động thiết bị vào mùng 4 Tết là chúng tôi đã tập trung triển khai gấp tập luôn, là hiện tại trên này là 15 đầu thiết bị, công nhân là khoảng 30 người. Và đã tập trung thi công thành hai mũi, hai đầu cũng đã thi công được 500 mét từ ngày mùng 4 đến giờ. Hiện nay là đơn vị thi công đang triển khai 4 mũi và sẽ triển khai lên 6 mũi. Thì tôi nghĩ là hoàn toàn đáp ứng được tiến độ. Và mục tiêu là luôn luôn là rút ngắn được cái tiến độ thi công. Tỷ lệ giải phóng mặt bằng ở đây rất là cao, nhưng vẫn còn lại là những khu dân cư, những cái khu mồ mả của dân thì vẫn phải tháo gỡ. Tại các nơi đến kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận sự cố gắng của các đơn vị nhà thầu trong việc huy động bố trí máy móc, nhân lực và tài chính với tinh thần vượt nắng thắng mưa, làm 3 ca 4 kíp để kịp thi công ngay từ ngày đầu năm mới, cũng như tinh thần lao động của công nhân để đảm bảo tiến độ các công trình giao thông trọng điểm của tỉnh Hưng Yên. Qua lắng nghe kiến nghị của các đơn vị thi công, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa yêu cầu các sở ngành chức năng và huyện Ân Thi, Phù Cử cần phối hợp chặt chẽ với nhau để khẩn trương tháo gỡ những khó khăn cho công tác giải phóng mặt bằng, bố trí ngân sách, xây dựng khu tái định cư, di rời đường điện, bãi rác để nhà thầu có thêm nhiều mặt bằng thi công. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh đây là những dự án giao thông rất quan trọng của tỉnh trong những năm tới. Hưng Yên muốn trở thành tỉnh công nghiệp thì phải sớm hoàn thành các dự án trọng điểm này. Đặc biệt, một số công trình phải tranh thủ thời tiết thuận lợi, khẩn trương thi công, cần hoàn thành trước tháng 9 năm 2025 để chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 20. Đại diện các nhà thầu cũng cam kết khi có thêm mặt bằng sẽ tiếp tục huy động máy móc, thiết bị, nhân lực để mở thêm nhiều mũi thi công khác, đảm bảo thi công đạt và vượt tiến độ cũng như kế hoạch cam kết với tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc Tết, động viên và tặng quà của tỉnh cho công nhân đang làm việc tại các công trình giao thông trọng điểm của tỉnh. Sáng nay, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra thực địa, động viên cán bộ công nhân tại dự án đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên kéo dài. Cùng đi có đồng chí Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên kéo dài đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên có chiều dài 33,5 km với tổng mức đầu tư gần 2.900 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương là 2.000 tỷ đồng và ngân sách tỉnh là 894 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn 2021-2025, khởi công từ tháng 12 năm 2021.
Đến nay, dự án đã nghiệm thu khối lượng hoàn thành được gần 1.500 tỷ đồng trên 2.300 tỷ đồng, đạt trên 62% khối lượng, vượt trên 12% so với tiến độ trong hợp đồng. Hiện các địa phương đang tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công. Đơn vị nhà thầu đã tập trung máy móc, thiết bị và nhân lực để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình. Qua kiểm tra thực địa, đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh tuyến đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên kéo dài đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên là trục giao thông hết sức quan trọng. Việc nâng cấp, mở rộng, cải tạo các tuyến đường nhằm không chỉ tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân mà còn mở ra không gian phát triển kinh tế cho các địa phương có tuyến đường chạy qua, cũng như tạo sự liên kết vùng, phục vụ sự phát triển chung của tỉnh. Đồng chí đề nghị chủ đầu tư dự án cùng các đơn vị thi công khắc phục khó khăn, tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công phù hợp với điều kiện thời tiết, địa hình, tuân thủ nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ an toàn cho người lao động trong quá trình thi công và phấn đấu hoàn thành dự án theo đúng tiến độ. Chủ đầu tư giám sát, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ theo hợp đồng. Đồng chí yêu cầu lãnh đạo các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giải phóng mặt bằng để nhân dân đồng thuận bàn giao mặt bằng cho dự án, chủ động bố trí tái định cư cho các hộ dành đất cho dự án. Các đơn vị thi công tập trung nhân lực, phương tiện, tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thi công. Thời tiết nó đang thuận thì tranh thủ làm ngay. Thứ hai nữa là huyện là các anh đã giúp cho cái vấn đề là vướng mặt bằng đâu phải xử lý ngay. Đấy, cho bên thi công có mặt bằng nhé. Đừng để quá thì nếu lúc này là chậm. Thế tinh thần anh em quyết tâm nhé. Nhân dịp đầu xuân năm mới, đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh tặng quà và chúc cán bộ công nhân đang làm việc thi công công trình nhiều sức khỏe, hăng say lao động, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án, bảo đảm chất lượng và thời gian đã đề ra. Sáng nay, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án đường song hành đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội và đường DT385 đoạn Dốc Nghĩa - Lương Tài trên địa bàn huyện Văn Lâm. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có những chỉ đạo tháo gỡ những vướng mắc khó khăn ngay tại hiện trường. Cùng đi có đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và một số lãnh đạo sở ngành của tỉnh. Tại buổi thi công số 6 đường song hành đường vành đai 4 thuộc địa phận xã Đình Dù, sau khi nghe đại diện đơn vị thi công phản ánh khó khăn về việc thiếu đường công vụ tiếp cận hiện trường, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trực tiếp gọi điện thoại cho một chủ doanh nghiệp để mượn đường thi công, không để mặt bằng có sẵn nhưng chưa thể triển khai thi công. Hiện nay em đang hiện trường. Chủ đầu tư họ đang báo cáo, nhà thầu thi công đang báo cáo là muốn đi nhờ. Nhưng mà Mỹ Việt thì chưa đồng ý. Không phải là không đồng ý, vâng ạ. Vâng. Nhưng vấn đề cái cầu đó nó không chịu được tải. Nhân dân chủ tịch chịu trách nhiệm vấn đề này. Anh cứ cho họ làm cái này đi. Và trước mắt họ gia cố thì họ chạy. Họ gia cố là đảm bảo chịu tải cho luật này. Nó không ảnh hưởng đến cái cầu của anh cả. Nếu mà xảy ra cái gì thì họ chịu trách nhiệm toàn diện cái này, được chưa? Rồi, nhất trí. Thế còn họ không làm được việc đấy thì em chịu trách nhiệm với anh, được chưa? Thế cứ bỏ nó là tiến hành các thủ tục cho nó chặt chẽ với nhau. Ok, coi đó, họ xuống làm việc anh, họ cũng biên bản chặt chẽ với anh. Rồi, nhất trí. Ok anh nhá. Tại hiện trường, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu nhà thầu tập trung triển khai thi công ngay các diện tích mặt bằng đã được bàn giao. Đây cũng là biện pháp hỗ trợ để tạo tâm lý đồng thuận cao hơn đối với các diện tích đang tiến hành giải phóng mặt bằng. Đối với huyện Văn Lâm, đồng chí yêu cầu có giải pháp hỗ trợ thuê nhà cho người dân thuộc diện tái định cư phải có thời gian xây nhà ở mới. Về di rời các doanh nghiệp, cần tiến hành thực hiện như việc tái định cư, chứ không phải thu hút đầu tư tiếp nhận dự án mới. Sở Tài nguyên Môi trường trong 2 tuần phải trình Ủy ban tỉnh nội dung là tái định cư cho doanh nghiệp giống như tái định cư nhà. Nêu rất rõ đây là tái định cư cho doanh nghiệp chứ không phải là tiếp nhận đầu tư, không phải tiếp dự án mới. Do vậy là áp dụng là thu hồi đất trao lại cho doanh nghiệp. Đề nghị Ủy ban tỉnh cho phương án thế để huyện thực hiện theo quy định pháp luật. Coi như mở cắt cho đấu giá tất, đấu giá công khai nhưng mà chỉ được phục vụ các công trình của tỉnh. Đến nay, sau 2 tháng thi công đường song hành, nhà thầu tiến hành triển khai thi công trên 6 mũi, tiến độ cơ bản đạt yêu cầu so với kế hoạch. Về giải phóng mặt bằng diện tích còn lại, các địa phương đang khẩn trương xây dựng các khu tái định cư, khu mở rộng nghĩa trang, xét duyệt nguồn gốc đất ở, kiểm đếm đất và tài sản của doanh nghiệp. Kiểm tra dự án đường DT385 đoạn Dốc Nghĩa - Lương Tài, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn cũng yêu cầu nhà thầu tập trung thi công ngay các diện tích mặt bằng đã được bàn giao, có giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.
đồng ý với chủ trương điều chỉnh tăng vốn cho công tác giải phóng mặt bằng. Đồng chí cũng yêu cầu trong quý 1, huyện Văn Lâm cần giải phóng dứt điểm diện tích mặt bằng liên quan đến 18 hộ dân còn lại tại xã Lương Tài. Đến nay, dự án này đã hoàn thành 7,5 km trên tổng số 8,8 km toàn tuyến. Giải ngân được trên 166 tỷ đồng trong tổng số 195 tỷ đồng kế hoạch vốn. Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Văn cũng chúc mừng năm mới, động viên, tặng quà cho các cán bộ, kỹ sư, công nhân đang thi công trên công trường của hai dự án. Sáng nay, Ban chỉ đạo nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm, ngành giao thông vận tải đã tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến, phiên họp thứ 9. Đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự phiên họp và chủ trì tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên. Các công trình dự án quan trọng quốc gia trọng điểm ngành giao thông vận tải gồm 34 dự án lớn với 86 dự án thành phần đi qua địa bàn 48 tỉnh thành phố từ Bắc vào Nam. Đây là các dự án có quy mô lớn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. Hiện các đơn vị địa phương liên quan đang gấp rút triển khai các dự án bảo đảm tiến độ chất lượng. Trong đó, dự án đường bộ vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đang được gấp rút triển khai có hiệu quả. Trong đó, dự án thành phần 2.2 xây dựng đường song hành, đường đô thị, vành đai 4, địa phận tỉnh Hưng Yên được nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực, vật lực để thi công. Triển khai trên toàn tuyến đến nay, Hưng Yên đã thu hồi được gần 196 trên 230,2 ha đất, đạt tỷ lệ 85% và di chuyển trên 2.587 ngôi mộ. Với dự án gói thầu thành phần 2.2 đã tổ chức nhiều mũi thi công đường với tổng giá trị thuộc dự án thành phần 2.2 khoảng 1.253 tỷ đồng. Về tình hình giải ngân, thanh toán, đến nay Hưng Yên đã giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn năm 2023. Chiều nay, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết số 39 ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện chủ trương Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn không phải là người địa phương giai đoạn 2023-2025. Dự chủ trì hội nghị có các đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Dự nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thời gian qua, việc quán triệt cụ thể hóa triển khai thực hiện nghị quyết số 39 được các huyện ủy, thị ủy, thành ủy nghiêm túc triển khai đồng bộ. Đến ngày 15 tháng 2 năm 2024, toàn tỉnh có 53 đồng chí bí thư đảng ủy cấp xã không là người địa phương, đạt 106% so với kế hoạch. 26 đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã không là người địa phương, đạt 137% so với kế hoạch. Qua đánh giá bước đầu, việc thực hiện chủ trương đã tạo ra sự đổi mới, mang tính đột phá cho công tác cán bộ. Tại các địa phương, tình hình kinh tế, xã hội, công tác xây dựng đảng, lề lối, tác phong làm việc của cán bộ đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều vấn đề khó khăn, phức tạp tồn tại được xử lý, giải quyết hiệu quả, góp phần hạn chế hiện tượng bè phái và cục bộ. Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ những thuận lợi khó khăn khi thực hiện nghị quyết, đồng thời kiến nghị đề xuất các giải pháp như cần có cơ chế, chính sách đối với cán bộ được điều động luân chuyển, căn cứ tình hình thực tế của địa phương để lựa chọn luân chuyển điều động đồng chí có trình độ, năng lực phù hợp, nên luân chuyển cán bộ trẻ có thời gian công tác dài. Thông tin chi tiết về hội nghị chúng tôi sẽ tiếp tục truyền tải trong chương trình thời sự sau. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên vừa có kết luận về việc thành phố Hưng Yên tiếp tục thực hiện nghị quyết số 21 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với quyết tâm hành động xây dựng thành phố Hưng Yên trở thành đô thị loại 2 trực thuộc tỉnh vào năm 2025. Sau gần 2 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 21 về phát triển thành phố Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2045, dù đã đạt được những kết quả quan trọng bước đầu, tuy nhiên một số chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội có nguy cơ không đạt kế hoạch. Để khắc phục những hạn chế, tiếp tục thực hiện nghị quyết 21 đạt hiệu quả cao, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu thành phố Hưng Yên huy động và ưu tiên dành nguồn lực đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, trực tiếp vào các tiêu chí để hoàn thiện mục tiêu là đô thị loại 2, khẩn trương tập trung rà soát bổ sung hoàn thiện quy hoạch 5 xã Bảo Khê, Liên Phương,
Trung Nghĩa, Quảng Châu, Phú Cường lên phường, đẩy mạnh sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã theo phương án đề án được phê duyệt, huy động các nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng của thành phố, nhất là hệ thống đường giao thông, hạ tầng các khu dân cư mới, chỉnh trang các tuyến phố cũ, công viên, cây xanh, khu vui chơi giải trí, thể thao, hệ thống cấp thoát nước và hệ thống xử lý nước thải đô thị tập trung, chú trọng chỉnh trang đô thị để diện mạo của thành phố xanh sạch đẹp. Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành liên quan nghiên cứu đề xuất các cơ chế chính sách, nhất là vốn đầu tư, thu hút đầu tư nhằm hỗ trợ thành phố để triển khai thực hiện các mục tiêu, giải pháp đề ra trong nghị quyết. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, đến nay hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã trở lại làm việc bình thường. Lực lượng lao động ổn định so với trước nghỉ Tết. Thời gian làm việc trở lại cũng được các doanh nghiệp bố trí linh hoạt nhằm đảm bảo phù hợp với kế hoạch sản xuất. Ngay từ ngày mùng 5 Tết, 2.000 công nhân Tổng Công ty May Hưng Yên đã trở lại làm việc bình thường. Vượt khó khăn, năm qua công ty vẫn đảm bảo thưởng Tết bình quân 20 triệu đồng một người, cộng với niềm vui khi đơn hàng có khởi sắc hơn ngay từ những ngày đầu năm mới. Với quyết tâm của mỗi người lao động và lãnh đạo công ty, hứa hẹn một năm sản xuất sẽ thuận lợi và đạt nhiều thành công hơn. Đầu năm thì rất là phấn khởi và quyết tâm thì sẽ có một mức thu nhập năm 2024 sẽ cao hơn so với các năm khác và các đơn hàng của công ty sẽ thuận lợi hơn. Cái ngành may của chúng tôi thì cũng có tín hiệu là tốt lên. Chính vì vậy thì tôi ký được đơn hàng cho đến hết tháng 4 và giải giáp tháng 5, tháng 6. Và với cái không khí Tết của tất cả cán bộ công nhân viên với tinh thần vui vẻ phấn chấn như này thì chúng tôi tin chắc rằng năm 2024 tại Tổng ty May Yên chúng tôi sẽ có những cái bước nhảy tốt hơn, đời sống thu nhập của người lao động cũng khá hơn. Tại công ty cổ phần Thuận Đức ở huyện Kim Động, người lao động đi làm trở lại từ ngày mùng 6 Tết, cũng như các doanh nghiệp sản xuất khác, số lao động đi làm trở lại những ngày đầu tiên của năm mới Giáp Thìn 2024 giữ ổn định. Chia sẻ với khó khăn mà doanh nghiệp phải đối mặt trong năm qua, các tập thể lao động đều nỗ lực hoàn thành kết quả sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu tháng đầu. Trong năm tới thì công ty cũng sẽ có nhiều đơn hàng để anh em tôi có thể làm sản xuất ra những sản phẩm đã chất lượng cao để đến tay khác người dùng và mong tới công ty càng ngày càng phát triển. Ngay những ngày đầu năm mới, doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực vận chuyển logistics đã có nhiều lao động là lái xe đến đăng ký tuyển dụng và làm việc. Doanh nghiệp kỳ vọng một năm sẽ có nhiều khởi sắc hơn từ thị trường tiêu thụ để tiếp tục mở rộng quy mô. Sau khi nghỉ Tết thì chúng tôi đã quay trở lại hoạt động ngay từ hôm mùng 6 âm lịch và số lao động thì không hề có biến động. So với mọi năm, sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán năm nay, doanh nghiệp không gặp khó khăn vì thiếu hụt lao động. Tín hiệu vui tại các phân xưởng, nhà máy đều đã bắt nhịp sản xuất trở lại, cùng số đơn hàng tăng, tin tưởng năm mới sản xuất sẽ tăng cao hơn năm cũ. Những ngày này, nông dân huyện Văn Giang đang tập trung cho vụ hoa, cây cảnh mới. Sau những ngày vui Tết đón xuân, ngày mùng 6 Tết, nông dân huyện Văn Giang đã xuống đồng dọn dẹp vệ sinh đồng ruộng để chuẩn bị cho vụ cây cảnh mới. Các nhà vườn đang khẩn trương hoàn thành các công việc như chuẩn bị đất, giá thể, chum lọ, cây giống và đưa lên chậu chuẩn bị cho vụ mới. Năm nay, diện tích quất cảnh của huyện duy trì khoảng 350 ha. Với những diện tích trồng cam bưởi, các nhà vườn đang khẩn trương vận chuyển từ vườn ươm phôi ra ruộng, cho cây lên chậu chăm sóc để đón đợt lộc đầu xuân. Đối với diện tích trồng hoa, nông dân cũng đã triển khai gieo giống ngắn ngày để phục vụ thị trường hoa những tháng đầu năm 2024. Trong 6 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Hưng Yên cơ bản ổn định. Toàn tỉnh đã xảy ra 3 vụ cố ý gây thương tích, làm bị thương 3 người và xảy ra một vụ trộm cắp tài sản. Cơ quan công an đã làm rõ 3 vụ bắt giữ 3 đối tượng. Về vi phạm pháp luật về quản lý kinh tế, cơ quan cảnh sát điều tra đã phát hiện bắt giữ 2 vụ với 3 đối tượng. Cơ quan công an huyện Văn Giang cũng đã phát hiện và bắt giữ 9 đối tượng đánh bạc, thu giữ trên 20 triệu đồng. Về trật tự an toàn giao thông, toàn tỉnh đã xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4 người, làm 13 người bị thương, tăng 7 vụ, tăng 2 người chết, 7 người bị thương so với cùng kỳ năm 2023. Về cháy nổ, toàn tỉnh xảy ra 3 vụ tại huyện Văn Giang, Văn Lâm và Khoái Châu, tăng 1 vụ so với cùng kỳ năm 2023. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
Xin kính chào và hẹn gặp lại.